Nhận định bóng đá Bradford City với Liverpool, 21 giờ ngày 14 tháng 7. Đây sẽ là trận giao hữu cuối cùng của Liverpool trước khi họ lên đường sang Mỹ bắt đầu tour du đấu hè này. Huấn luyện viên Jurgen Klopp chắc chắn sẽ lại trao cơ hội cho những tài năng trẻ để họ thể hiện. Với đẳng cấp vượt trội, The Kop sẽ có chiến thắng dễ dàng. Ở trận giao hữu đầu tiên trong mùa hè này, Liverpool đã nghiền nát Sevilla với tỷ số 6-0. Đó là trận đấu mà Klopp mỗi hiệp sử dụng một đội hình. Ở 45 phút đầu, ông tung ra đội hình có những cựu binh như Sam Milner, Adam Lallana và Alex Chamberlain. Sang hiệp 2, đến lượt những cựu binh khác như Joel Matip, Fabinho và Divock Origi vào sân. Và cả hai hiệp, The Kop đều chơi tốt. Đội hình 1 và đội hình 2 thì mỗi đội đều ghi được 3 bàn thắng. Đáng chú ý, điểm nhấn trong trận gặp Sevilla không nằm ở những cựu binh, mà nằm ở các tài năng trẻ. Rất nhiều cầu thủ trẻ đã tỏa sáng trong trận đấu đó, đặc biệt là Ryan Brewster, tiền đạo sinh năm 2000 này đã lập cú đúp bàn thắng. Ngoài ra, Curtis Jones và Bobby Duncan cũng ghi thêm 2 bàn thắng nữa. Chắc chắn những cái tên kể trên sẽ lại được trao cơ hội ra sân tối nay để họ tiếp tục chứng tỏ tài năng. Những cầu thủ trẻ đó kết hợp với các cựu binh quen mặt như Milner, Chamberlain hay Lallana sẽ giúp Liverpool có sức mạnh vượt trội so với Bradford. Đội bóng này mùa trước còn chơi ở giải hạng nhì, nhưng đã bị xuống hạng và mùa tới sẽ phải chơi ở giải hạng 3. Đẳng cấp hai đội quá chênh lệch và Liverpool sẽ có chiến thắng tưng bừng nữa.